Hello các bác. Nay sẽ dẫn các bác tới một cái quán cà phê vào cái dòng là to nhất ở Nha Trang. Nó nằm ở 75B Nguyễn Minh Khai các bác. Cái quán Hòa Đồng Nội. Quán này là một trong những cái quán mà khá là lớn nhất ở Nha Trang luôn. Bởi vì ở thành phố Nha Trang mà kiếm được một cái khu đất lớn như này để làm quán cà phê thì thực sự là khá là khó luôn. Vì vậy nên là đây là một trong những quán mà khách du lịch ít biết tới. Nó nằm ở 75B Nguyễn Minh Khai. Và vào đây thì uống cà phê vào buổi sáng thì khá là mát mẻ luôn. Đây là cái khung cảnh vào buổi sáng tại quán cà phê 75B, quán Hoa Đồng Nội. Ta đi vào trong các bác ha. Đây các bác, cái cổng lối vào. Quán này thì khá là rộng luôn. Thực sự là rất là rộng. Vào trong quán thì ta sẽ thấy là thực ra thì so với một số nơi khác ở nhiều nơi khác ở thành phố thì quán này thực sự cũng không có gì là đặc sắc lắm. Tuy vậy thì cái quán này cái điểm đặc sắc nhất của nó đó là rất là nhiều cây nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang. Từ bãi biển đi vào đây thì chưa tới một cây số đâu các bác, ngay 75B Nguyễn Minh Khai, rất là nhiều cây luôn, cây cực mát luôn. Tôi đang đứng ở góc trên nhìn phía trên. Đây có những cái cây sờ cừ khá là to luôn. Đây các bác này. Trong này có một cái cây sờ cừ rất là to đây. Cái thân cây sờ cừ đây. Nó to. To đùng luôn, cả người ôm luôn. Nên là nó che khuất. Ở phía trước này nó ba cái cây to. Ở trong cũng có một vài cây lớn. Nên là nó khá là mát các bác. Đây có cà phê ở trên chòi trên. Rồi ở trên chòi trên này nữa. Ở đây là phía trên. Phía trên thì có một cái quầy sảnh phía trên này. Đây các bạn. Đây. Có một cái quầy sảnh phía trên lại giống như một cái quầy bar. Từ phía trên ngồi khá là lý tưởng. Khá đẹp luôn, quán cực kỳ mát luôn. Đây các bạn. Đây, nhìn view ra ngay phía cổng đây các bạn. Cây cối thì cực kỳ mát luôn. Đây view cổng là cái chòi hồi nãy tôi đứng bên kia có gốc cây đây các bác. Đây khá là tuyệt đấy các bác. Đây là góc nhìn từ một cái bàn, từ một cái bàn xuống phía dưới. Đây các bác này. Đây xuống phía dưới. Ở giữa của quán cà phê thì có một cái hồ nước rất là lớn. Nước chảy ấy. Đi chút xíu tôi xuống thấp dưới đấy cho các bác xem. Đây là toàn cái cảnh cái sảnh trên. Trên khá là đẹp luôn các bác. Đây. Họ thiết kế khá là khéo. Quanh quanh thì có hai tầng, tầng 1 và tầng 2. Tôi đang ở trên tầng 2. Tất cả đều hướng vào cái hồ nước ở giữa. Từ cái góc nhìn này thì ra cái phía trên của quán. Đây. Nhiều bác mà đến Nha Trang tìm được một quán như thế này để ngồi uống cà phê là khá là khó đấy các bác. Không phải là dễ tìm đâu. Chủ yếu là cái điểm đặc trưng của đây là một cái hồ nước giống như một thác nước. Chút xíu tôi dậy xuống. Nó như một cái ngọn đồi ấy. Ở phía trên cao nhất thì quán có xây một cái phòng lạnh ở phía trong. Đây các bạn này, cái phòng lạnh cao nhất. Phía ngoài có cái phòng lạnh bên tay trái này này thì có một cái khu khuôn viên cũng bày biện khá là đẹp. Đây các bác các anh chị. Đây. Từ góc này nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy là quán khá là ok.
Đây là cái chuồng chim ô treo này các bạn này. Góc này thì có một cái cây lộc vừng. Cây lộc vừng. Vừng khá đẹp. Trồng xen vào đó là hoa giấy. Đây. Thì góc nhìn này nhìn xuống khá đẹp không? Đây từ trên đến cao. Chỗ phòng lạnh phía trên. Nhìn xuống đây các bạn này. Đấy, sắc nét không? Đây, đây là cái cây lộc vừng. Cây lộc vừng họ trồng xen vào đây là hoa giấy. Hoa giấy nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Đây. Đây. Đây là cái bậc thang đi xuống từ trên cái phòng lạnh. Trên này cũng là nơi vệ sinh các thứ luôn. Đấy, tôi đi từ từ xuống nha các bác. Đây, đây là chính là cái chỗ mà vòi nước nó chảy xuống cái hồ đây các bác này. Đây. Đấy, đây là cái vòi nước từ trên cái khu đồi cao trên này. Nó chảy xuống cái hồ này. Đây, dọc theo đường này nó chạy xuống cái hồ đây. Cái hồ lớn ở phía ở giữa. Xanh của nó. Họ bài trí khá là đẹp luôn mà rộng. Dưới này thì cũng có một cái... Đây. Dưới này thì có một cái phòng lạnh ở phía dưới này nữa. Nhưng ở phía dưới thì nó tối nên tôi không có quay. Quay phía trên này cho các bác xem thôi. Bác sẽ thấy nó khá là đẹp. Đấy. Đây, bước xuống thêm bậc nữa cho các bạn xem nhé. Đẹp không ạ? Rộng lắm ạ, rộng tít ra phía ngoài kia luôn các bạn. Ngoài kia có một cái quán nhà hàng ăn ở đây. Đây, chính xác cái quán này là quán Hoa Đồng Nội. Đây, Hoa Đồng Nội đây các bạn. Vào đây một lần đi cho biết các bạn. Ở Nha Trang mà kiếm được một cái quán nào rộng như thế này là khó lắm đó các bạn. Khó kiếm lắm đấy. Đây là toàn cảnh phía dưới này. Mát lắm. Đấy. Vợ giờ đang ngồi xa xa kìa. Đây cái hồ nước ở giữa này. Nuôi cá. Đây thì quá trời ô luôn. Đây. Đây là cái hướng mà cái phòng lạnh ở phía trên. Đây, cầu thang đi lên phòng lạnh này các bác. Đây. Trước cửa phòng lạnh này. Đây. Hoa Đồng Nội đây các bác. Bên trái này thì có một cái sảnh này là sảnh lớn, có nhà hàng. Đây các bạn này. Đấy, có một cái nhà hàng ở đây này. Đây các bác anh chị. Đấy, nối với lại bên kia. Nối với bên kia là quán cà phê. Đấy. Đây là cái quán nhà hàng Làng Ngon luôn, bên cạnh luôn. Quán nhà hàng Làng Ngon này. Đây. Làng Ngon bên cạnh luôn. Cạnh quán cà phê luôn đây. Cà phê cái cây to mà tôi nói với các bác anh chị đây. Đây. Là cây khá là to đây. Đây các bác anh chị. Đây là khu quán cà phê ở bên đây. Cà phê thì khá là mát. Đây là cái khu mà nấu ăn phục vụ cho cái quán nhà hàng luôn. Đây. Hello. Ngồi thẳng lên. Đây ở dưới hồ này nó có hình như là nhiều cá. Cái vị trí ngồi này thì quá xịn luôn đó. Chụp ảnh cái nào.
Đây, chỗ này có cái hồ cá này, cá ở ngay giữa, nước chảy xuống đây, nuôi một cái hồ cá, nhiều cá lắm. Đây các bác anh chị, đấy, rất nhiều cá luôn. Đây, từ góc nhìn này khá là đẹp đây. Đấy, cá bơi theo từng đàn, đây nó nước nó thông, nên cá bơi từng đàn luôn. Trồng một cái cây si ở ngay giữa hồ, bạn bên kia. Bác ghé Nha Trang vào quay quán này chơi nhé. Chào các bác nha.